Xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay mình xin được giới thiệu tới các bạn một chiếc camera wifi ngoài trời hai mắt đầu tiên có mặt trên thị trường. Và đây là của dòng iMount các bạn. iMount đợt này có một thay đổi rất là đặc biệt, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy này, camera của nó có hẳn hai cái mắt. Hồi xưa cái khái niệm mắt camera là chỉ để mình gọi ngắn gọn cho một hệ thống gọi là có bao nhiêu mắt chẳng hạn, thay vì gọi là có bao nhiêu camera thôi. Chứ bây giờ nó thay đổi hoàn toàn cái tư duy đấy rồi. Một camera có hai mắt, chứ không phải là một camera chỉ có một mắt như trước đây các bạn ạ. Thì dòng này mới ra, được rất nhiều anh em săn đón và rất nhiều khách hàng gọi là tìm hiểu để có thể hiểu biết thêm và xem nó có những gì các bạn nhé. Thì trong video này mình xin được hướng dẫn, mình xin được giới thiệu chi tiết nhất có thể về chiếc camera này. Đầu tiên sẽ là mở hộp xem cấu hình và sau đó mình sẽ lắp lên và test thử cho các bạn xem là camera của nó có nét không và hai mắt của nó có thể chia thành hai màn hình hay là nó chỉ xem trong một màn hình thôi các bạn nhé. Thì mình cũng chưa test thử đâu. Video này là để cho bạn xem và mình cũng đã test và cũng là video test bây giờ đấy các bạn ạ. Và đầu tiên này, ở đây thì nó có khá là nhiều cái tính năng đấy các bạn ạ. Dual lens nghĩa là hai lens. Đấy, hai mắt. Như ở đây, hai mắt, mắt trên và mắt dưới. 3MP trên 3MP nghĩa là mỗi mắt đều 3MP, hai mắt thì cộng lại là thành 6MP các bạn nhé. Không phải cái camera này là 6MP đâu, mà là mỗi một mắt là 3MP cộng lại là thành 6MP thôi các bạn ạ. Đấy. Sau nữa là H265. H265 là cái về thông tin cái lưu trữ của nó các bạn. Lưu trữ trước đây thì mình chỉ lưu trữ gọi là lưu trữ H264, còn bây giờ lưu trữ là H265, được nâng cấp thêm một chút. Trước đây với nền tảng là 264 thì các bạn có thể hiểu rằng một ngày camera có thể lưu mất 16GB trong vòng một ngày. Thì với phần nâng cấp là H265 thì nó sẽ lưu tầm 10GB trên một ngày thôi. Vậy là tiết kiệm cho bạn 6GB trên một ngày các bạn nhé. Và thêm một tính năng nữa là pentit, nghĩa là có thể quay 360 độ trên xuống này. Thì đương nhiên rồi, nó một mắt cố định và một mắt quay tròn 360 độ mà. Human Detection nghĩa là theo dõi chuyển động thông minh, nghĩa là cái camera này có thể phát hiện và theo dõi chuyển động các bạn ạ. Phân biệt người và xe ô tô, đấy nó có thể phát hiện xe ô tô ạ. Khi mà cái xe đi qua thì nó có thể là tô vuông cái xe đấy lại để các bạn nhận biết rằng đấy là một cái xe ô tô. Và nói chuyện hai chiều, camera này có thể nói chuyện hai chiều như mình, như người nhà, như kiểu mình giao tiếp điện thoại được các bạn nhé. Và smart full color nghĩa là camera này nó sẽ có màu ban đêm 24/24. Chắc là nó sẽ có chế độ gọi là khi mà người đến thì nó sáng đèn lên, chớp đèn chẳng hạn này. Với lại khi người đến thì nó sáng, khi nào mà hết người thì thôi. Hoặc là một chế độ nữa là cứ trời tối là nó bật đèn và trời sáng thì nó tự tắt đèn các bạn nhé. Đấy là chế độ ban đêm thông minh có màu 24/24 mà nhiều chiếc camera hiện giờ đang có. Mutation, đây nghĩa là thông báo báo động. Nếu các bạn mà muốn báo động khi mà có người đến chẳng hạn, có người đến cái khu vực mà tầm quan sát camera, nó sẽ gửi tin nhắn về cho bạn, hoặc là còi hú hoặc là chuông, tùy theo các bạn cài đặt thôi. Wi-Fi và có dây, cái này có thể kết nối, vừa kết nối wifi này, hoặc là kết nối có dây, tùy theo bạn mong muốn. Nếu các bạn không muốn lắp dây LAN thì các bạn có thể kết nối wifi bình thường, con wifi. Và đây, chống mưa nắng. Camera này là camera ngoài trời, thế nên là đương nhiên nó sẽ chống được mưa nắng rồi. Nhưng mà chống mưa nắng đến đâu thì ở đây nó không ghi. Thì chắc là nó cũng chỉ tầm 6.7 thôi. Chứ xưa đến nỗi 6.8 là ngâm được dưới nước đâu các bạn. Những cái dòng camera mà quay 360 độ ngoài trời như này thì lúc nào mình cũng khuyên khách hàng là nên lắp đặt dưới mái hiên, hoặc là mình lắp thêm cho nó một cái mái che cho nó ổn định và an toàn nhất các bạn nhé. Vì cái camera quay 360 độ nó nhiều khớp lắm, nên là mưa gió nó hắt từ dưới lên ngược xuống thì không biết lúc nào một lần nó có thể hắt vào được, mưa to nó hắt vào được. Thế nên là mình tốt nhất ở dưới mái hiên hoặc là một cái mái che nào đấy là tốt nhất để bảo vệ chiếc camera của mình thôi. Và
Cloud, Microsoft. Như là cái này có thể lưu trữ đám mây, nhưng mà lưu trữ đám mây thì thường sẽ mất phí hàng tháng. Vậy nên là mình tốt nhất là nên lắp thẻ nhớ RAM các bạn, không mất phí hàng tháng nhé. Nhiều bác lắp camera là mất phí hàng tháng, như kiểu lắp của Viettel hay là FPT thì nó hay mất phí hàng tháng, mình phải đóng tiền để người ta lưu trữ cho mình. Thì như vậy thì thực tế là rất là tốn kém các bạn. Lúc đầu mua thì rẻ, nhưng về sau càng ngày nó càng đắt lên, vì mỗi tháng mình đều phải trả tiền mà. Vậy nên mình mua những cái dòng camera của Dahua, iMount hoặc là EZBit, Hikvision. Những cái loại đấy mình chỉ mua một lần thôi mà không phải đóng tiền hàng tháng lãng phí các bạn. Đấy thì mình nên chọn những cái dòng như thế. Đây là của iMount. Trong ngoài vỏ hộp thì nó rất là nhiều cái hình dạng vỏ bìa đấy các bạn. Đấy. Con này có tên là Skillser Duo Our Smart Security Camera, nghĩa là camera quan sát ngoài trời các bạn nhé. Đấy, 6MP này, tên của nó này. Và cái tên công nghiệp của nó là S7XP các bạn nhé. Và sau đây mình xin mở hộp chiếc camera này ra để xem nó có những gì các bạn nhé. Đấy. Nó khá là to đấy các bạn. Mở hộp cũng rất là khó. Đấy. Một lớp có túi bóng ở đây các bạn. Sau đây là cút nối này, cút nối của dây mạng LAN, các bạn thấy nó đóng gói không? Cũng khá là chắc chắn đúng không các bạn? Đảm bảo mình đi ship xa cũng không vấn đề cho các bạn. Và đây trong bóng đây có một cái hộp này. Có một túi ốc vít gồm 4 cái này. 4 cái ốc vít và 4 cái nở. Ở đây thì có một cái cục nguồn. Đó các bạn thấy không? Cục nguồn của nó là nguồn này. Xem là cái nguồn này. Nguồn này chạy điện 220V và nó là dùng điện áp 12V và 1.0A. Nó sử dụng điện áp rất nhỏ đó các bạn ạ. Mình cứ nghĩ là cái này hai mắt camera thì nó phải dùng hơn 12V hoặc 24V chẳng hạn. Hoặc là 1.5 và 2A chẳng hạn, nhưng mà nó chỉ sử dụng đơn giản là 12V và 1.0A thôi, rất tiết kiệm điện, nó chỉ tương đương một cái điện thoại của bạn thôi. Thế là không việc gì phải lo đến việc phải tốn tiền điện đúng không ạ? Đấy, và trong đây cuối cùng là một chiếc camera. Đấy, hộp của nó thì rất đơn giản như thế thôi. Gồm có phụ kiện này. Phụ kiện là một cái sạc này. Một cái cút nối này và một túi ốc vít và một cái cam. Thế thôi các bạn. Nó rất là đơn giản, không có gì cả. Xem nào. Đây. Cái này để mình bắt vào tường như này này. Đấy, bắt vào tường này. À đây mình có thể điều khiển được chiếc này. Vậy là mình bắn vào tường này, xong rồi mình sẽ điều khiển chiếc camera này. Cái này có thể ngẩng lên cúi xuống. Bạn có thể quay ra ngoài sân chẳng hạn này, ngẩng cái mắt này lên hoặc cúi cái mắt này xuống. Cái mắt này là mắt cố định các bạn nhé. Cái mắt ở bên trên này là mắt cố định này. Mình chỉ thể có thể chỉnh lên, chỉnh xuống hoặc quay ngang, quay phải bằng tay cơ thôi các bạn. Và đây nó có hai cái râu. Đấy. Hai cái râu này. Đấy, còn mắt ở dưới thì mình có thể điều khiển bằng điện thoại. Cái mắt này mình có thể điều khiển bằng điện thoại được các bạn nhé. Mắt quay 360 độ này. Đấy, mình có thể điều khiển bằng điện thoại quay 360 độ để xem vườn ao chuồng chẳng hạn, hoặc ngoài hiên trong nhà. Đấy, và cúi xuống, ngẩng lên. Nó có thể ngẩng lên khá là cao các bạn. Và cúi xuống nó có thể cúi thẳng xuống đất luôn. Đấy, chứ không cúi ngang ngang như thế này. Những con cam trong nhà nó chỉ cúi được một góc như này thôi. Còn con ngoài trời nó có thể cúi thẳng xuống dưới luôn này. Đấy, kinh không? Ok, và đây nó sẽ có một nút reset này. Ở trong này nếu bạn hang nốc ngoài ra, nó sẽ có một khe cắm thẻ nhớ này. Đấy, và khe cắm thẻ nhớ này nó chỉ cắm một cái thẻ nhớ để lưu hai camera thôi các bạn nhé. Nó không cắm hai cái đâu. Đấy. Và đây là mắt cam. Mắt cam nó sẽ có một cái đèn báo hiệu này. Đấy, một cái mic này. Và hai cái đèn sáng, ba cái đèn sáng luôn ạ, ba cái đèn sáng. Một cái đèn báo hiệu là camera có hoạt động hay không. Và một cái mic để thu âm. Đấy. Tí mình sẽ bóc ra và mình cài đặt và nó mình test lên các bạn xem. Ở đằng sau này nó có một cái loa để mình có thể nói chuyện hai chiều đấy các bạn này. Đấy, cái loa này, đàm thoại hai chiều. Không biết là loa nó có to không? Tí mình test thử thì biết nghe.
Đấy, và ở đây thì có mã QR để quét cam này, ở bên cạnh nó sẽ gắn ở bên cạnh này để cho mưa nắng nó khỏi bị trôi cái mã này đi của các bạn. Và trên đây là thông tin của camera. Đấy, nó đơn giản nó như thế thôi, hai cân đâu, và trọng lượng thì chắc tầm nửa cân đi các bạn, cũng cảm thấy cũng khá là nặng, chắc phải nửa cân. Ok, và bây giờ mình sẽ đi test thực tế chiếc camera này như nào các bạn nhé. Ok, ok, và đây mình đã cài chiếc camera này vào điện thoại rồi các bạn. Đấy, để mình check thử cho các bạn xem nhé. Thì đầu tiên là mình cài xong cái camera này vào điện thoại, tuy nó có hai mắt đấy các bạn, nhưng mà nó chỉ hiện lên là một chiếc camera thôi. Đấy, như các bạn có thể thấy nó chỉ hiện lên là một chiếc camera này, này. Ở đây nó có một chiếc camera nhỏ nữa này. Đấy, các bạn có thể ấn vào đây để xem này. Đấy, ok chưa? Thì cái một cái camera này, đấy, một camera to, một camera nhỏ. Các bạn thấy không? Đây là quay buổi tối nhá. Các bạn thấy nét không? Khá là nét các bạn nhỉ? Nét phải nói là căng cặc luôn đấy. Chất lượng phết. Công nhận cái này được, mình đánh giá là khá là ok đấy. Đây mình có thể ấn to ra này. Đấy. Đấy, ấn to ra thì nó lại hiện ra hai camera để các bạn có thể xem cùng một lúc. Ở trên là cái Fisher lens và ở dưới là cái PT lens. Thì cái PT lens này là cái mà mình có thể quay 360 độ này. Còn cái Fisher lens là cái camera cố định các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không? Camera cố định độ phân giải 3MP, ở dưới cũng 3MP. Trời buổi tối đấy các bạn. Tối các bạn có thể nhìn thấy 21:34 tối này. Đấy, bầu trời nhìn thấy đám mây đúng không? Cái camera ở trên này thì không nhìn thấy đám mây. Bởi vì nó chiếu ánh sáng xuống đây nhiều quá này, các bạn có thể thấy chiếu sang đây nhiều quá không nhìn thấy đám mây. Còn ở đây này, camera dưới này nó ngẩng đầu lên một tí các bạn nhìn có thể nhìn thấy cả mây tít đằng xa này. Đó, nó cũng khét nhỉ. Mình có thể ấn vào cái chiếc camera ở dưới này. Mình cũng chưa biết điều khiển nó lắm đâu. Ấn hai lần thì nó hiện ra cái camera ở dưới này. Để mình có thể điều khiển này, quay được 360 độ. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, quay ngược lại. Nó quay khá là nhanh các bạn, quay nhanh cái chóng mặt luôn. Đấy, các bạn thấy có thể thấy răng đẹp trai ở đây. Đấy, đây là ngẩng lên hết cỡ này. Cúi xuống, nó có thể cúi tịt xuống đất. Đấy, ngẩng lên. Đấy, các bạn thấy răng đẹp trai. Ok, và bây giờ mình giữ quay ra ngoài này, quay khi nào mình quay kịch kim mà hiện lên cái đỏ đỏ ở cạnh màn hình này thì mình có thể biết, để mình quay ngược lại. Đấy, các bạn thấy cũng khá là nét, khá là ok các bạn nhé. Và khi mình xem muốn xem camera nào thì mình ấn vào cái camera đấy. Cái này nó hơi cúi xuống, mình có thể chỉnh. Đây là camera cố định thì mình phải chỉnh bằng tay thôi. Đấy, đây là camera 360 độ, mình có thể quay ở đây được. Đấy, còn chỉnh tay này mình chỉnh tay, mình chỉnh góc thế nào thì mình chỉnh thôi. Và mình sẽ vào phần cài đặt xem có gì các bạn nhé. Trong phần cài đặt nó sẽ hiện lên thông tin của camera này, Skillshare Duo 6MP 2B41. Đấy, và cài đặt phát hiện. Cài đặt này phát hiện này nó có thể phát hiện được con người, phát hiện xe. Ở đây nó có hai chế độ cài đặt để mình có thể cài đặt cho hai cái ống kính PT và ống kính cố định. Đấy, đây mình đang ở ống kính PT này, nó có phát hiện người, phát hiện xe này, phát hiện chuyển động này, theo dõi thông minh này. Đấy, còn cái con quay 360 độ này thì mình có thể phát hiện theo dõi thông minh, nghĩa là nó mình đi đâu thì nó sẽ quay đi theo mình như thế. Con cố định thì chắc là không có cái phát hiện thông minh nữa rồi. Đây, nó phát hiện chuyển động. Khi nào mà có chuyển động đến, nó sẽ gửi một tin nhắn về cho bạn. Ở dưới thì có khu hoạt động này, độ nhạy phát hiện và bật phát hiện. Nó đâu mình có thể cài đặt khi mà có người đến, nó sẽ gửi một tin nhắn về cho mình, hoặc là còi hú, hoặc là đèn chớp. Đấy, nó có thể cài được như thế các bạn. Cài đặt tin nhắn, đấy, nó gửi tin nhắn cho bạn. Hộp giới hạn. Hộp giới hạn này mình cũng chưa biết là gì lắm, các bạn có thể xem nhá, qua nhé. Hộp sau khi kích hoạt tính năng này, mục tiêu được phát hiện sẽ được đánh dấu bằng một ô giới hạn. Đấy, nghĩa là khi mà mình bật cái này lên, khi mà nó có người đi đến, nó sẽ đánh dấu cái người đấy bằng một cái ô hình vuông. Cái ô hình vuông đấy cứ đi theo bạn như thế. Phản hồi bằng âm thanh và ánh sáng. Đấy, phản hồi bằng âm thanh, ánh sáng, có thể là người đến thì nó chớp đèn chẳng hạn, spotlight là chớp đèn khi phát hiện.
âm thanh nghĩa là nó tít một cái hoặc nó hú lên như ma làm ấy các bạn ạ. Đấy, mình có thể cài đặt như thế. Tình trạng lưu trữ của bộ, cái này là bộ lưu trữ thiết bị không có lưu trữ, nghĩa là cái này mình chưa cắm thẻ nhớ các bạn. Cái đấy camera này nó hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 256GB, vậy nên là mình có thể cắm thoải mái đi. Bình thường mình cắm 64GB là ok lắm rồi. Tầm nhìn ban đêm ở đây nó có 4 chế độ để cho mình lựa chọn, nghĩa là tầm nhìn ban đêm thông minh. Tầm nhìn ban đêm thông minh có nghĩa là khi nào mà trời nó tối xuống thì nếu mà có người đi qua hoặc xe đi qua thì đèn nó sẽ sáng lên các bạn. Nó sáng đến khi nào mà hết người thì thôi. Đấy là ban đêm thông minh, hết chuyển động, hết người đi qua nó thì thôi. Còn mình đang để là tầm nhìn ban đêm có màu, nghĩa là cứ đến trời tối là nó sáng, mà trời sáng thì nó lại tối thôi các bạn ạ. Đấy, và tầm nhìn ban đêm hồng ngoại, nghĩa là nó sẽ bật một cái đèn hồng ngoại lên và tắt hai cái đèn ánh sáng đi để cái camera của bạn trở thành đen trắng và nó sẽ ẩn hơn vào bóng tối. Tắt tầm nhìn ban đêm nghĩa là mình tắt hết cả đèn và cũng tắt hết cả ánh sáng hồng ngoại. Nếu mà mình không có một chút ánh sáng nào, camera nó tối đen xì, không nhìn thấy gì các bạn ạ. Đấy, ẩn hết mà. Cái tắt tầm nhìn ban đêm này nó sẽ thích hợp với những cái nhà mà khu vực gần đường, nhiều ánh sáng đường rồi thì không cần bật lên được. Âm thanh bật lên để mình có thể lưu trữ cái âm thanh khi mà video nó lưu lại, nó có âm thanh. Nếu mình tắt đi này, camera nó không thu âm thanh nữa các bạn nhé. Chia sẻ thiết bị mạng, đấy, mạng qua mắt thứ ba em con. Thêm màn hình chính, đấy cơ bản là nó cũng có như thế thôi. Nó cũng khá là đơn giản và dễ cài đặt các bạn. Không có gì là khó khăn cả. Ở đây mình hoàn toàn có thể tự cài đặt và tự ấy được. Xin mày cầm cho tao cái camera vào đây cho các sếp xem cái gì. Ok, mày tắt thử camera cái điện đi. Tắt thử cái điện cho nó sáng. Đấy các bạn có thể để nhìn thấy này. Tắt nốt cả này đi. Các bạn có thể nhìn thấy không? Cái đèn màu xanh là cái đèn báo hiệu mà nó đang ghi hình. Đấy, đang hoạt động, đang ghi hình. Và ở đây nó sẽ có đèn, mình bật lên xem nào. Trời tối đến là nó sẽ tự sáng các bạn. Nó sẽ phải tự bật đèn lên cho mình. Tầm nhìn ban đêm rồi. Tầm nhìn ban đêm có màu. Ok mà. Ok, bây giờ trời mà nó tối đi là nó phải tự bật đèn các bạn. Mình sẽ bỏ hết cái điện thoại ra chỗ khác, đèn nó sẽ bật lên cho các bạn xem. Đấy các bạn có thể thấy này, ở trên cái mắt, trên bên trên mắt cố định thì nó có hai cái bóng đèn, các bạn có thể thấy hai cái bóng đèn không? Đấy. Và ở dưới mắt quay 360 độ nó cũng có hai cái bóng đèn các bạn. Đấy, một cái bóng đèn nhỏ nhỏ ở dưới này là cái bóng đèn hồng ngoại. Khi mà mình tắt cái ánh sáng ban đêm mà đi thì nó sẽ bật cho mình một cái đèn hồng ngoại sáng sáng đỏ đỏ đấy các bạn, để mình có thể quan sát được. Đấy. Ở cam trên này không có đèn hồng ngoại các bạn ạ. À, cam trên cũng có đèn hồng ngoại. Cam trên nó có hai cái đèn hồng ngoại liền ở dưới hai cái bóng đèn sáng ấy. Còn cam 360 độ thì nó chỉ có một cái bóng đèn hồng ngoại thôi, nhưng bóng đèn hồng ngoại của nó to hơn. Đấy. Và cái này có 4 đèn. Các bạn nhìn nó khá đẹp đúng không? Sáng quắc cái quạ, sáng chói lóa luôn. Ok. Và trong video này mình đã chia sẻ đầy đủ và chi tiết nhất về chiếc camera Skillser Duo này của iMount hai mắt đầu tiên trên thị trường các bạn nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể liên hệ ngay với mình và comment cho mình biết để mình sẽ trả lời các bạn trong những video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.